Khí hậu là kiểu thời tiết dài hạn ở một khu vực, thường lấy trung bình trong 30 năm. Chính xác hơn, đó là giá trị trung bình và độ biến thiên của các biến số khí tượng trong khoảng thời gian từ hàng tháng đến hàng triệu năm. Một số biến khí tượng thường được đo là nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển, gió và lượng mưa. Theo nghĩa rộng hơn, khí hậu là trạng thái của các thành phần của hệ thống khí hậu, bao gồm khí quyển, thủy quyển, băng quyển, thạch quyển, sinh quyển và sự tương tác qua lại giữa chúng. Khí hậu của một địa điểm bị ảnh hưởng bởi vĩ độ, kinh độ, địa hình, độ cao, việc sử dụng đất và các vùng nước gần đó cũng như dòng chảy của chúng. Thuật ngữ biến đổi khí hậu là sự thay đổi của hệ thống khí hậu gồm khí quyển, thủy quyển, sinh quyển, thạch quyển, băng quyển hiện tại và trong tương lai bởi các nguyên nhân tự nhiên và nhân tạo trong một giai đoạn nhất định tính bằng thập kỷ hay hàng triệu năm. Sự biến đổi có thể là sự thay đổi thời tiết bình quân hay sự thay đổi phân bố các sự kiện thời tiết quanh một mức trung bình. Sự biến đổi khí hậu có thể giới hạn trong một vùng nhất định hay có thể xuất hiện trên toàn địa cầu. Định nghĩa chung nhất cho sự biến đổi khí hậu là sự thay đổi các đặc điểm mang tính thống kê của hệ thống khí hậu, ít xét đến những chu kỳ dài hàng thập kỷ hoặc lâu hơn mà không kể đến các nguyên nhân. Nhưng từ những năm 1970, biến đổi khí hậu thường được đề cập tới sự thay đổi khí hậu kể từ sau cuộc cách mạng công nghiệp, được gọi chung bằng hiện tượng nóng lên toàn cầu. Cùng mình đi vào chi tiết các nguyên nhân dẫn tới biến đổi khí hậu để có cái nhìn khách quan nhất nhé. Đầu tiên có lẽ phải kể tới mặt trời, là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho hệ thống khí hậu của trái đất, giúp giữ cho hành tinh đủ ấm để chúng ta tồn tại. Chu kỳ mặt trời là sự thay đổi gần như định kỳ kéo dài 11 năm trong hoạt động của mặt trời, được đo bằng sự thay đổi về số lượng vết đen quan sát được trên bề mặt mặt trời. Trong khoảng thời gian của một chu kỳ mặt trời, mức độ bức xạ và sự giải phóng vật chất mặt trời, số lượng và kích thước của vết đen mặt trời, tia sáng mặt trời và vòng vành nhật hoa đều biểu hiện cho sự dao động đồng bộ từ thời kỳ hoạt động tối thiểu đến thời kỳ hoạt động tối đa, sau đó trở lại thời kỳ hoạt động tối thiểu. Sau hai chu kỳ mặt trời, từ trường của mặt trời trở lại trạng thái ban đầu, hoàn thành cái được gọi là chu trình heo. Vết đen mặt trời là hiện tượng trên quang quyển của mặt trời xuất hiện những điểm tạm thời có màu tối hơn các khu vực xung quanh. Chúng là những vùng có nhiệt độ bề mặt giảm cho nồng độ từ thông ức chế sự đối lưu. Chu kỳ mặt trời hiện tại, chu kỳ mặt trời 25 bắt đầu vào tháng 12 năm 2019 và mặt trời hiện đang có mức độ hoạt động của các vết đen mặt trời ở mức độ thấp. Nhắc tới định nghĩa chu kỳ mặt trời và vết đen mặt trời, bởi đây là nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi sản lượng nhiệt mà mặt trời sinh ra. Biểu đồ này mình trộm được từ trang chủ của NASA và phiên lại sang tiếng Việt cho mọi người có thể hiểu được. Biểu đồ này so sánh sự thay đổi nhiệt độ bề mặt toàn cầu, đường màu đỏ, và năng lượng của mặt trời mà trái đất nhận được, đường màu vàng, tính bằng watt, đơn vị năng lượng trên mét vuông kể từ năm 1880. Nhìn vào biểu đồ này, mọi người có thể thấy được, hầu như lượng nhiệt từ mặt trời mà trái đất nhận được thấp hơn khá nhiều so với sự thay đổi nhiệt độ bề mặt toàn cầu tính tới năm 2020. Trong hơn 40 năm, các vệ tinh đã quan sát sản lượng năng lượng của mặt trời tăng hoặc giảm ít hơn 0,1%. Kể từ năm 1750, sự nóng lên do khí nhà kính gây ra bởi con người đốt nguyên liệu hóa thạch lớn hơn gấp 270 lần so với sự nóng lên thêm một chút do chính mặt trời trong cùng khoảng thời gian đó gây ra. Nguyên nhân thứ hai dẫn đến biến đổi khí hậu có thể kể đến là sự thay đổi quỹ đạo. Những thay đổi nhỏ trong chuyển động của trái đất dẫn đến những thay đổi trong sự phân bố theo mùa của ánh sáng mặt trời tới bề mặt trái đất và cách nó phân bố trên toàn cầu. Có rất ít thay đổi về lượng nắng trung bình hàng năm trên khu vực, nhưng có thể có những thay đổi mạnh mẽ về sự phân bố theo địa lý và theo mùa. Ba loại thay đổi đồng hồ học là các biến thể về độ lệch tâm của trái đất, thay đổi góc nghiêng của trục quay của trái đất và tuế sai của trục trái đất. Kết hợp lại, những điều này tạo ra các chu trình Milankovic ảnh hưởng đến khí hậu. Độ lệch tâm là lý do tại sao các mùa của chúng ta có độ dài hơi khác nhau, với mùa hè ở Bắc Bán Cầu hiện tại dài hơn mùa đông khoảng 4,5 ngày và mùa xuân dài hơn mùa thu khoảng 3 ngày. Khi độ lệch tâm giảm đi, độ dài các mùa của chúng ta dần dần dài ra. Sự khác biệt về khoảng cách giữa thời điểm trái đất đến gần mặt trời nhất được gọi là điểm cận nhật xảy ra vào khoảng ngày 3 tháng 1 hàng năm và khoảng cách xa nhất của nó so với mặt trời được gọi là điểm viễn nhật vào khoảng ngày 4 tháng 7 hàng năm, hiện là khoảng 5,1 triệu km, chênh lệch khoảng 3,4%. Điều đó có nghĩa là mỗi tháng riêng, lượng bức xạ mặt trời tới trái đất nhiều hơn khoảng 6,8% so với mỗi tháng 7. Khi quỹ đạo của trái đất ở trạng thái gần hình elip nhất, lượng bức xạ mặt trời tới trái đất nhiều hơn khoảng 23% khi hành tinh của chúng ta tiếp cận gần mặt trời nhất mỗi năm so với lúc nó rời xa mặt trời nhất. Hiện tại, độ lệch tâm của trái đất đang giảm rất chậm và đang tiến gần đến hình elip nhỏ nhất, tức là hình tròn nhất. Trong một chu kỳ kéo dài khoảng 100.000 năm, tổng sự thay đổi về độ nắng hàng năm trên toàn cầu do chu kỳ lệch tâm là rất nhỏ. Bởi vì sự thay đổi độ lệch tâm của trái đất là khá nhỏ, nên chúng là một yếu tố tương đối mong manh trong sự biến đổi khí hậu theo mùa hàng năm. Độ xiên, góc quay của trục trái đất nghiêng khi nó di chuyển quanh mặt trời được gọi là độ xiên, hay độ nghiêng của trục trái đất. Trong một triệu năm qua, nó đã thay đổi trong khoảng từ 22,1 đến 24,5 độ so với mặt phẳng quỹ đạo của trái đất. Góc nghiêng của trục trái đất càng lớn thì các mùa của chúng ta càng khắc nghiệt hơn. Vì mỗi bán cầu nhận được nhiều bức xạ mặt trời hơn vào mùa hè khi bán cầu nghiêng về phía mặt trời và ít hơn vào mùa đông khi nó nghiêng ra xa. Trục trái đất hiện nghiêng 23,4 độ và góc này đang giảm rất chậm trong một chu kỳ kéo dài khoảng 41.000 năm. Lần cuối cùng nó đạt độ nghiêng tối đa là vào khoảng 10.000 năm trước và sẽ đạt độ nghiêng tối thiểu vào khoảng 10.000 năm nữa. Khi độ xiên giảm, nó dần giúp các mùa của chúng ta trở nên ôn hòa hơn
dẫn đến mùa đông ngày càng ấm hơn và mùa hè mát hơn dần dần theo thời gian. Nhưng những gì diễn ra trong vài thập kỷ trở lại đây trái ngược hoàn toàn bởi biến đổi khí hậu. Tuế sai khi trái đất quay, nó hơi lắc lư trên trục quay của nó, giống như một món đồ chơi quay hơi lệch tâm. Sự chao đảo này là do lực thủy triều gây ra bởi lực hấp dẫn của mặt trời và mặt trăng khiến trái đất phình ra ở xích đạo, ảnh hưởng đến chuyển động quay của nó. Xu hướng theo hướng dao động này so với vị trí cố định của các ngôi sao được gọi là tuế sai trục. Chu kỳ của tuế sai trục kéo dài khoảng 25.771,5 năm. Tuế sai trục làm cho sự tương phản theo mùa trở nên cực đoan hơn ở bán cầu này và ít cực đoan hơn ở bán cầu kia. Hiện nay, điểm cận nhật xảy ra vào mùa đông ở bắc bán cầu và vào mùa hè ở nam bán cầu. Điều này làm cho mùa hè ở nam bán cầu nóng hơn và làm dịu đi sự biến đổi theo mùa ở bắc bán cầu. Trong khoảng 13.000 năm nữa, tuế sai trục sẽ khiến những điều kiện này thay đổi, với bắc bán cầu chứng kiến nhiều bức xạ mặt trời cực đoan hơn và nam bán cầu trải qua những biến đổi theo mùa vừa phải hơn. Nguyên nhân thứ ba có thể kể đến là núi lửa. Những vụ phun trào núi lửa được coi là đủ lớn để ảnh hưởng đến khí hậu trái đất là những vụ phun trào với quy mô hơn một năm và phun ra hơn 100.000 tấn lưu huỳnh dioxit vào tầng bình lưu. Do tính chất quang học của lưu huỳnh dioxit và các xung khí xun phát, chúng hấp thụ hoặc phân tán mạnh bức xạ mặt trời, tạo ra một lớp sương mù axit sulfuric toàn cầu. Trung bình, những vụ phun trào như vậy xảy ra vài lần trong một thế kỷ và gây ra hiện tượng làm mát bằng cách ngăn một phần sự truyền bức xạ mặt trời tới bề mặt trái đất trong khoảng thời gian vài năm. Ví dụ điển hình mà con người từng biết là kỷ băng hà nhỏ xảy ra từ thế kỷ 13 đến giữa thế kỷ 19. Các vụ phun trào núi lửa thường được thảo luận trong bối cảnh biến đổi khí hậu, vì chúng thải ra carbon dioxide và các loại khí khác vào bầu khí quyển của chúng ta. Tuy nhiên, tác động của các hoạt động của con người lên chu trình carbon vượt xa tác động của tất cả các núi lửa đang hoạt động trên thế giới cộng lại, hơn ít nhất 100 lần. Nguyên nhân thứ tư, kiến tạo mảng. Trong suốt hàng trăm triệu năm, chuyển động của các mảng kiến tạo đã định hình lại các vùng đất và các đại dương trên toàn cầu cũng như tạo ra địa hình. Điều này có thể đã ảnh hưởng đến các mô hình khí hậu và hoàn lưu khí quyển đại dương trên toàn cầu. Vị trí của các lục địa xác định hình dạng của các đại dương và do đó ảnh hưởng đến mô hình hoàn lưu đại dương. Vị trí của các vùng biển rất quan trọng trong việc kiểm soát sự truyền nhiệt và độ ẩm trên toàn cầu. Một siêu lục địa lớn sẽ có nhiều diện tích có khí hậu theo mùa rõ rệt hơn so với một lục địa hoặc đảo nhỏ. Nhưng như mình vừa nói, hoạt động kiến tạo mất ít nhất hàng triệu năm để có thể tác động từ khí hậu của trái đất. Một vài nguyên nhân tự nhiên khác như khí quyển, đại dương và các dòng hải lưu cùng những dao động ngắn hạn vài năm đến vài thập niên như El Nino, dao động thập kỷ Thái Bình Dương, dao động Bắc Đại Tây Dương, dao động Bắc Cực thể hiện khả năng dao động khí hậu hơn là thay đổi khí hậu. Cuối cùng, như đã đề cập trước đó, sự nóng lên mà chúng ta chứng kiến trong vài thập kỷ qua là quá nhanh để có thể liên quan đến những thay đổi trong quỹ đạo của trái đất hay hoạt động kiến tạo mảng cũng như hoạt động của núi lửa, và là quá lớn để có thể nói là do hoạt động của mặt trời gây ra. Kể từ sau hai cuộc cách mạng công nghiệp, con người chúng ta đã đạt được rất nhiều thành tựu về khoa học kinh tế như cải thiện năng suất lao động, thu nhập bình quân đầu người tăng trưởng bền vững. Sự phát triển của công nghệ giúp con người có những tiến bộ vượt bậc trong y tế, giao thông, trí tuệ nhân tạo và giáo dục, cũng như sự kết nối toàn cầu để có sự tiện nghi và sự hiện đại như chúng ta biết ngày nay. Nhưng rất buồn khi phải thừa nhận là, bên cạnh những mặt tích cực ai cũng thấy, những tiêu cực kể từ thời kỳ phát triển đó tác động trực tiếp lên xã hội loài người và tới môi trường sống của chúng ta rất nhiều. Hay nói cách khác, con người là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu trên trái đất bởi sự gia tăng các hoạt động tạo ra các chất thải khí nhà kính liên quan tới việc đốt nguyên liệu hóa thạch, các hoạt động khai thác quá mức các bể hấp thụ và bể chứa khí nhà kính như sinh khối, rừng, các hệ sinh thái biển, ven bờ và đất liền khác, cùng với đó là rác thải và chất thải nhựa. Việc chạy đua các phát triển công nghệ, con người đã biến hệ sinh thái thích nghi vốn có thành một thế giới mà hệ sinh thái động vật và thực vật dần dần thu hẹp. Những hoạt động gây ra biến đổi khí hậu của con người là rất nhiều và ảnh hưởng trực tiếp tính theo thời gian từng ngày. Trong video sau, mình sẽ đi vào chi tiết và có cái nhìn khách quan nhất về biến đổi khí hậu do tác động của con người gây ra, bao gồm nguyên nhân, ảnh hưởng cũng như biện pháp khắc phục mà mỗi người chúng ta có thể thực hiện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!